kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và dông trên diện rộng, còn miền Trung mưa giảm, miền Nam thì tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to về chiều và tối. Những cơn mưa dông lặp lại ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là do một vùng hội tụ gió mới được thiết lập ở khu vực này. Dưới tác động của vùng hội tụ gió trên thì trong đêm nay, hầu khắp các khu vực như là tại Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên sẽ đều có mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa trung bình là từ 50 cho tới 70 mm. Trong đó thì khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái hay khu vực Sơn La sẽ là những vùng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tới 100 mm và nguy cơ cao là sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực này cũng sẽ ở mức cao. Sang ngày mai thì miền Bắc mưa sẽ tạm giảm, trời chuyển nắng. Trong khi đó ở miền Trung đêm nay thì chỉ có mưa vài nơi. Sang ngày mai ở Trung Bộ sẽ tiếp tục ít mưa, nắng sớm với nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở toàn miền thì sẽ đều cao từ 33 cho tới 34 độ. Về chiều và tối mai ở khu vực phía Tây của các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho tới Phú Yên, dưới tác động của gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ đưa mây và ẩm từ khu vực Tây Nguyên sang, khiến cho khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh. Dưới tác động của gió Tây Nam mạnh, đêm nay cả Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn sẽ có mưa rải rác. Ngày mai thì trời nắng nhưng mà không gắt. Chiều và tối mai, mưa dông sẽ lặp lại diện nhiều nơi ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến từ 10 cho tới 30 mm. Cục bộ ở phần phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Cà Mau, Kiên Giang sẽ có những điểm mưa to trên 50 mm. Với nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên thì sẽ trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ thì sẽ phổ biến quanh mức nhiệt từ 32 cho tới 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, mưa dông tập trung nhiều ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Với huyện đảo Hoàng Sa thì sẽ có gió Tây cường độ cấp 3 đến cấp 4 và chỉ có mưa vài nơi. Còn với huyện đảo Trường Sa thì gió Tây Nam đang tăng lên mức từ cấp 4 đến cấp 5, nên mưa dông sẽ xuất hiện rải rác về chiều và tối. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.